Bữa nay anh em mình lại tiếp tục cái chuỗi series là tập 7 mình đi cắm câu ếch nha cả nhà. Cho nên bữa nay thì lại đổi vị trí xa xa cái khu vực nhà Hùng, nhà cha trong. Hôm nay mình thì lại tới khu ruộng này nè cả nhà. Ruộng lúa thanh thang cả nhà thấy không? Thì giờ này thì đã 5 giờ mấy rồi. Ông mặt trời còn ngay cái ngọn cây tí tị nữa là xong rồi, là ông sẽ lặn nha cả nhà. Thì bữa nay thì mình đi thì chỉ có thằng Tính với thằng Khoa. Bữa nay đi ba chú cháu cha con đi cắm cái gì con? Cò mới đậu nước. Ừ. Con. Khoa thấy con cò nó cầm đạn ná ra nãy giờ nó bắn. Không biết chúng cái con gì. Bữa nay thì cả nhà đồng hành với anh em chú cháu mình thì trên cái vòng miếng ruộng khung gian vòng đây nha cả nhà. Thì để coi có được cái gì thì làm video lại cho cả nhà mình xem. Để cả nhà mình thương và nhớ ủng hộ nha cả nhà. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho anh em mình nha cả nhà. Cả nhà, tất cả các bạn bạn làm YouTube đồng hành đồng nghiệp với mình á thì cứ yên tâm tương tác với mình, giao lưu với mình thì mình phải giao lưu lại. 100% là mình sẽ giao lưu tương tác lại với anh em, không bỏ sót anh em nào hết. Coi trễ hơn chút xíu, tương tác lại cho anh em trễ hơn chút xíu thì anh em cũng thông cảm cho mình nha. Đây là cần đầu tiên của anh em mình cắm nè. Cả nhà thấy đây là đi. Đây là cần đầu tiên nè cả nhà. Vẫn là cái bài mồi cũ, ủ cũ cầm để cái đó vô đây con, cái nắp nó vô đây. Đi. Họ nó hết chứ trời. Có đâu, đủ. Có điểm không? Có. Bữa nay anh em mình thì giờ bữa nay câu thì bữa hổm được 6 mấy cần thì tới ngày hôm nay mình kiểm soát lại chỉ còn được có 46 cần rồi cả nhà. Cho nên bữa nay thì 46 cần này để coi tới hôm nay anh em mình thu hoạch được những gì nha cả nhà. Tại vì bữa nay thì chỉ có mình với thằng Tính với thêm thằng Khoa đi thôi cả nhà. Biết sao không? Tại vì giờ này thì 5 giờ hơn chút à. Thì chú cháu bữa nay thì được cái thời gian rảnh rảnh chút, tranh thủ chạy vô đi trước. Còn tối thì mấy đứa em nó có đi tiếp tục cái hành trình với mình thì tối mình sẽ giới thiệu cho cả nhà mình xem nữa nha. Cần này là cần mình cái cần này cần thứ ba cả nhà. Tôi thấy cái tính thấy cốc lúa đầu ra chỗ đó đây. Biết sao không? Tại vì thời lượng thì nó có hạn nên cho nên anh em mình sẽ ghi hình dài cái cần đầu, hình ảnh nó còn đẹp cho cả nhà mình xem. Còn chút xíu nữa thì tối thì cũng giống như thường ngày thôi, 8 giờ hoặc là 8 giờ hơn gì đó. Sao thấy kế bên bên rồi tính. Gì hả? Ừ đúng rồi, cũng được. Ở đây thằng Tính thì nó nói cả nhà thấy có đường nước không? Thì ếch nó sẽ đi ra đường này cho nên Tính lại tiếp tục chọn vị trí này là một cần nữa. Mồi thì anh em mình vẫn ủ giống như thường ngày cả nhà. Mình thì bữa nay thì mình làm kỹ hơn. Đây bữa nay thì mình mua con cá nó vừa miếng ăn. Dạ, ở đây mình mua thêm ba con cá biển mình bầm miệng nhiều ra nữa. Thì mình không có sử dụng ngũ vị hương nữa mà là mình sử dụng dầu chuối không à. Mà thường ngày thì lúc mới làm thì mình chỉ sử dụng có một hai ống dầu chuối, mà hôm nay đó là mình lại tăng lên là tới ngày một buổi câu này là mình sử dụng 6 ống dầu chuối đó cả nhà. Chào cả nhà. Cái gì vậy? Chào cả nhà nha. Tối đây thì hồi chiều là mình với thằng Tính đi cắm câu á. Thì bây giờ tối thì lại có thêm con gái của mình với thằng Tiến. Thì một cần đầu tiên ở bên đó cả nhà thì lại không có dính. Lại đây thằng Tính nó nói con hết mới ngồi kế bên cần câu rồi đấy. Con không dính nữa. Nó không ăn luôn hết á. Sao kỳ vậy? Bởi vì tao nói mày là ếch ở bên ở đằng kia con cóc nó đằng đẵng kìa. Ếch con. Ủa? Con cóc. Con ếch. Con cóc. Con ếch, con cóc mà. Con cóc. Thì
cả nhà mình đi theo coi tối nay mình anh em chú cháu mình cha con rồi xúm nhau đi thăm cầu rồi có không nghe cả nhà. Ba cần cần thứ ba lại không có rồi. Tối bên này thì yên tĩnh quá. Bữa nay anh em mình chú cháu đi lại có cái giỏ đồ nghề của con gái cầm, bữa nay quên cái túi ở nhà cả nhà. Dính được à rồi thấy rồi, chú Năm thấy rồi. Đây là cả nhà quá đã. Đây để tao quay cho cả nhà mình xem chia sẻ cả nhà thấy không. Ơi vàng cháy thu hoạch đi anh em, vàng cháy cả nhà nó quá xanh, ngon nó xanh chứ có vàng. Vàng cháy rồi con. Rồi bữa nay thì không có đem cái túi theo cả nhà, cầm có cái túi nhỏ xíu này không biết làm sao định. Cầm tấm vô tiếp, cầm vô đi con, vô bỏ vô túi đi, quên mang túi theo cả nhà. Cái túi nhỏ này thì hên là mình để trên chiếc xe của mình á, lúc nào mình cũng có đem một hai cái túi nhỏ để trên xe, ai ngờ đâu bữa nay sẵn tiện dùng luôn. Chú Thanh chú Năm bỏ nhà. Bỏ nhà hết trơn, đi nãy đi thăm quên. Bữa nay thì mình đi cái địa điểm của hồi chiều là mình có giới thiệu cho cả nhà mình xem á, nó không ở gần nhà của Hùng, cũng không ở gần nhà mình, nó nằm ở ngay đoạn lửng lửng giữa cả nhà. Dính con rồi chú Năm ơi, sao hai con kế bên luôn hả Thăng. Đây là cả nhà, cả nhà thấy cái địa điểm này ngon lành. Đây rồi gỡ đi, tính gỡ đi, nhìn gì gỡ đi. Cái nhà thấy ra đây ngay mấy cỏ rồi cái nhà, hồi nãy con đây thì kế bên đây luôn. Cái địa điểm bữa nay cha con mình anh em chú cháu đi, cái địa điểm quá trời đẹp ngon lành. Gặp hồi chiều thì gặp ngay cái ông chú ông ngồi ông đứng dậm lúa dậm này á chứ nào. Đi tiếp tục đi. Đây, để con thứ hai ngay cả nhà. Cóc hả? Đây là cả nhà coi nè, con cóc. Quý vị đi trước đi con, đi trước đi. Hôm nay là thấy có tín hiệu vui vui rồi. Dính nữa chú Năm ơi. Dính nữa hả? Bự không? Đâu, tao có thấy đâu con bay nó dính. Thấy rồi cái nhà. Tao quá trời nhảy luôn. Con gọn gọn không rồi cả nhà. Được rồi, quá phê. Như vậy là ít đồng ở dưới quê mình thì kiếm mà con mà nó to nó bự rồi chắc hơi hiếm rồi cả nhà. Ít đực không hết gì tới. Ta thấy làm như con nó giống ít đực không à. Ít đực thì chết bà cái con gì vô mất rồi. Dạ thôi nhét cái gì. Bỏ cái túi bữa nay đem cái túi nó bắt tiện. Cái gì cái tiếng gì sẹt sẹt bên kia. Không, tao nghe cái tiếng gì sẹt sẹt đó nghe. Hai thui dính gỡ 50 kg. Có không tức đâu rồi đi bùa được ăn hết hả? Đằng này không có rồi cả nhà. Định bỏ bao hết rồi, bước lại cần kế bên đó kìa. Rồi cả nhà, con mình gái mình lại có bắt được con cua kình càng. Ôi mẹ ơi, con cua kình càng thứ già luôn. Rồi quá đã. Đi. Đi con, đi theo. Dính nữa nè chú Năm ơi. Ôi, nó trốn luôn rồi kìa. Hả? Nó lặn rồi, nó lặn luôn. Bự không thích? Bự không? Ai biết nó lặn gì? Đây là cả nhà. Nhỏ. Nhỏ, con gọn được không? Ra đây ít được không? Gọn không cả nhà. Đây. Ngon lành, phê. Nay con này là con thứ tư hả? Thì anh em mình nãy giờ đi thăm chắc cũng được mười mấy gần 20 cần rồi cả nhà, mà nó dính cũng 4 con rồi, coi như cũng thành công rồi. Coi như là cũng là thành công bữa nay rồi cả nhà. Thì bữa nay thì hồi chiều là mình đi ra cái miếng ruộng này mà thằng Tính nó cứ khen là miếng ruộng này tốt, đẹp. Nó cứ khen cái miếng ruộng này hoài luôn á cả nhà. Cả nhà thấy không? Mình thì lại rất thích nhìn cái ngọn lúa, mà cái cây lúa mà ban đêm cả nhà. Cả nhà sương nó đóng trên, nó đậu, nó dướng trên cái lá lúa á. Mình thấy rất là thích. Đây là
đi coi cái gì con. Bữa nay đi hồi chiều thì đi có hai chú cháu, có hai anh em, tối thêm có con gái mình với thằng Tiến lại tham gia đó, con bù lịch đó. Ừ, con bù lịch là con đó đó, bù lịch là con đó đó. Dính dính đây coi chỗ nào. Bự không? Bự không? Hả? Bự. Ừ. Có đẻ trái hay chỗ đó. Không biết. Trời ơi, nó vậy nè, cả nhà nó quằn luôn nguyên một lỗ lúa. Đã không? Ngon không? Con này khá là trọng nè cả nhà. Con này ít đực luôn rồi. Ừ, ít đực, dần cháy, thịt nó chắc lắm á Tích. Ngon lành. Hai đây ít đực không ta? Hôm nay có con gái mình đi thì may mắn quá cả nhà. Mai đi đứa con gái. Tại vì anh em mình thì đi bữa nay cả nhà thì mình sáng ngày hôm sau thì mình đi làm. Cho nên giờ này là phía giờ này theo như mình phỏng đoán là trên cái điện thoại mình tại mình đang quay phim á, mình không biết giờ. Chắc cũng khoảng 10 giờ rồi. Thì ngày mai mình không có thời gian là mình sửa lên video lại. Cho nên rảnh giờ nào mình đi giờ đó là mình sửa video à. Rồi cho nên nhiều khi đi bữa đó ngày mai cũng không có đăng lên được cả nhà. Xuống tối nay phía về quá thì thức phía thì mình mệt, mình không có sửa video được. Mình sửa thì xong lúc nào thì mình sẽ đăng lên chia sẻ cho săn bắt đồng quê của dưới quê mình á, cho cả nhà mình, cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Cả nhà mình có coi có cơ xem cái kênh của mình á thì video của mình đăng á thì đừng quên nghe cả nhà. Đừng quên ủng hộ cho cha con anh em chú cháu mình là một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Tập này tập 7 tập 8 giờ đúng không? Ừ. Thì tập 7 hay 8 giờ không nhớ. Nói chung là bây giờ về cập nhật lên trên cái điện thoại thì mình sẽ ghi cái số video mà trên cái mô tả trên đó cả nhà, tiêu đề mình sẽ để lên tiêu đề cả nhà mình giờ mình là sẽ nhìn vô sẽ thấy là tập thứ mấy chứ mình không nhớ. Chuột chạy bự không? Bự không chạy không? Đâu rồi? Bay qua xong luôn hết anh. Con thấy bụi chảy luôn, trời cái gì nha. Ừ, tính nó chuột cống cả nhà. Nó bay qua bên sông luôn mà bây giờ chắc cũng không dám ăn nữa. Cô bắt được không dám ăn. Không, mấy con chuột cống nó khôn á. Nó không ăn ha. Rồi. Con thấy chuột bự á. Dính về với Nam ơi, dính đây, dính đây, dính. Dính không thiệt hết anh. Đây. Đây. Dở đi bé Trâm. Dở đi con gái. Con gái mình sẽ trải nghiệm nha cả nhà. Sẽ trải nghiệm lần đầu tiên bắt ếch. Đây con gái ở dưới quê đồng quê con dở con ếch lên đi con. Đây cả nhà. Đây cả nhà thấy không, con ếch khá là ngon. Quá đã cả nhà, ngon lành cành đào. Đi đâu, đi đây. Hả? Dính. Đâu? Bự không? Nhỏ. Con cỡ một nhỏ. Cả nhà coi nè, con nhỏ tí tị nhưng mà cũng bự, gọi là chậm chậm. Cỡ này ít đồng, cái này là thấy là trưởng thành là bự hết á. Ít đực này thịt chắc lội, ngon, làm được món nướng. Nhưng mà mình đi làm cắm câu ếch này mình làm được hình như là nó mình làm món xào với món nướng rồi hả Tích, chứ chưa làm bữa đầu mình làm thêm cái ẩm thực là mình ăn lá cách đi chứ không đi trước đi con. Ớt xào lá cách đây cả nhà. Hẹn cả nhà mình cái video ớt xào lá cách nha. Tại vì nhiều khi đi phía quá, giờ này phía 10 giờ về nhà cả nhà. Thì mình đi thì bữa nào mình cũng về nhà luôn. Chứ không có dựng liều ngủ lại như giống như mấy cái đội khác. Anh em khác làm YouTube khác, mình thì đi về luôn. Cho nên đây với tại nhà mình khoảng hơn chục cây mình, cho nên mình tranh thủ mình chạy về luôn, về nhà luôn. Cho nên không có làm ẩm thực liền được cả nhà mình xem á. Thì bữa nào làm cái video mà gần nhà Hùng á thì mình sẽ làm ẩm thực. Ghé nhà Hùng làm. Cái này bị còn thì đi nó hơi xa cả nhà. Cho nên lửng lửng nửa chừng cũng không có tiện cho mình làm lắm. Rồi, cần này không có rồi cả nhà. Bây giờ mình phân nửa câu chưa Tích? Hơn phân nửa câu rồi ha. Rồi, đi. Ủa đâu rồi? À đây.
từ nãy nãy gọi xa xa là giờ mình thấy nó con đây mà. Nãy thấy nhảy rồi mà, tưởng nó nhảy rồi. Cái nhà thấy không? À, vô. Bữa nay trúng luôn nhỉ, ít đực không có gì mà tẻn tẻn. Gọn gọn không thịt chắc lội bữa nay. Mấy con này bị hất tình cho nên ra đây nó ngồi nó thấy mồi nó ăn luôn. Bởi vậy không có ít cái. Cắm mà thường thường là ngay mấy vị trí ngay cái mấy cái đường nước, đường rãnh nước này cả nhà thì là 99.9% là mình sẽ dính cá này cả nhà. Ủa dính ếch chứ. Có không? Đây là cần này lại không có. Ai cái cần này có dấu ếch nè. Có dấu ếch hả? Mà cái lưỡi câu đâu? Nè lưỡi câu nè. Vậy là nó không. Nè. Ừ, có dấu ếch bư cả nhà. Có dấu chân rõ ràng. Sao kỳ ta? Thời gian địa điểm rõ ràng. Thời gian địa điểm rõ ràng. Qua cần bên đây cái nữa cả nhà. Thôi, cần này cũng không có luôn à. Ủa sao hết mồi trơn rồi đó? Sao ngồi ngày nay không cần nào còn mồi hết á. Té con. Té. Mày đẩy tao. Mày đẩy. Hai anh em nó té cái đuôi. Mày hỏi tao cái gì vậy? Mày để vô hả? Rồi tao nhà. Tao bật ngửa ra là. Con đi trước đi, đi sau lưng ba cái gì? Té gì đi trước, ba gọi đèn cho đi. Dính này chứ đâu ơi. Dính hả? Ngon lành, bữa nay về là đủ này, phê với cả nhà. Đúng là nay ếch đừng khắc tình ra đây nó ngồi nó tự tử hết rồi. Ngon lành cả nhà ơi. Đây ếch, vô bao. Cái bỏ. Nhập vô hội anh em mình. Nay là con gọn gọn có lý. Đã cả nhà. Đi. Ây da, tiếng rửa cái hoài với mấy má. Đi, anh em mình còn một luồng câu này nữa cả nhà. Đánh cái bờ ganh này hồi chiều là chắc cũng đâu 7-8 cần, chục cần gì đó. Thì anh em mình đi vô cuối cái bờ ganh này là về vô hình như là còn 5-6 cần gì hả, chứ không tới chục cần đâu cả nhà. Ờ, còn 5-6 cần cái bờ này nữa hết rồi. Thì nãy giờ đi 40 mấy cần. Thì anh em mình cắm vòng vòng cái khu vực này nè cả nhà. Thì cũng còn mấy cần nữa là hết rồi. Thì hồi nãy giờ dính là hơn chục con. Hơn chục con rồi cả nhà. Chắc mình nghĩ là tầm cỡ 10-11 con. Tại vì cái túi nó nhỏ quá, bữa nay anh em mình chắc không biết làm sao mà. Tại vì nó nhỏ quá cả nhà thì nó dễ toan ra ngoài lắm cho nên cũng không dám là hé ra. Bữa nay quá là phia. Bữa nay chắc mình ba thăm câu rồi xong rồi chắc cũng tầm khoảng hơn 10 giờ. Con đưa cái vỏ ra cho đánh. Hả? Dính. Tới còn 2-3 cần túi mình tưởng là không có dính nữa cả nhà. Nãy giờ thấy như vậy nó đúng hơn là cũng đủ ăn. Còn đủ ăn ai ngờ đâu vô tới đây cũng lại dính thêm một con nữa. Quá đã cả nhà. Nay là anh em phấn khởi. Cả nhà. Quá đã. Con này trọng hả tính? Con này nó dính ở bên trong, nó dính cái lưỡi, là bao tử luôn. Bao tử luôn hả? Ngon rồi cả nhà. Con gái nhịn gì? Con gái mình nó vẫn còn mắc cỡ với ống kính nha cả nhà. Chưa, mình sẽ tập cho con mình đi theo quay video với mình. Đây nè cá nhà ơi. Bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi cả nhà. 10 giờ rưỡi tối, cái điện thoại của con tính nó mờ của mình nhìn không thấy rõ. 10 giờ rưỡi tối rồi. Thì thăm câu xong rồi, đã 10 giờ rưỡi tối rồi. Bây giờ mình sẽ thống kê cho cả nhà mình xem. Cái này là cái túi lưới nãy con với tính đi ngang qua cái vườn mít quá duyên nha cả nhà. Quá duyên cái túi lưới thôi. Hai chú cháu nó lụm được cái túi lưới ở trong vườn mít. Cái bọc này, cái bao này thường thường là để bao mít, trái mít đó cả nhà. Đừng để cho ông chủ chích á. Thì cả nhà coi nó hấp dẫn không? Đây, mình hồi nãy mình đếm phong phỏng thì cũng được 10 mấy con. Hai dì ba. Nó xảy. Nhiều ba. Cũng được 10 mấy con rồi cả nhà. Đây cái này mình nghĩ là chắc cũng hơn ký không tính? Hơn ký hả? Hơn ký, ký mấy hay ký? Nè, cầm đi con. Ký mấy chắc. Cuộc lại, lấy công dây cuộc lại. Cuộc chế đây. Thì cả nhà có bữa nay thì cha con chú cháu mình thì không có làm ẩm thực đi cả nhà. Cho nên cả nhà mình cũng thông cảm à. Thấy bịch tôi bịch ớt thấy hấp dẫn ngon quá.
tối bữa nay thì giờ này cũng khuya cả nhà, cho nên mình xin kết thúc cái video á. Cả nhà mình, cô chú anh chị các bạn có xem cái video của mình của kênh Chăm Pha Vlog thì nhớ ủng hộ cả nhà, đừng quên ủng hộ một like và đăng ký kênh để khích lệ tinh thần cho anh em mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều, bye bye cô chú đi tiếp. Em bye bye cả nhà. Hôm nay thì có con gái mình nữa, bye bye cô chú đi con. Con gái thì giờ cắn sinh bùn không cả nhà. Bữa nay thì chở con theo trải nghiệm thôi, giọt hẹn cả nhà mình vào số sau nữa nha.